ទីប្រុសតាជំងឺកូវីដ-19ហើយក៏មានមនុស្សម្នាក់ទៀតអ្នកនោះដែរដែលបានងាកមកធ្វើជាយូធូបបើដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមនៅក្នុងនោះគេបានរកឃើញយូធូបបើវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានអាយុទៅតែជាង9ឆ្នាំកាលនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ឆាណែលលំដាប់កំពូលទី1នៅយូធូបដែលមានអ្នកតាមដានរហូតដល់ទៅជាង30លាននាក់និងអាចរកចំណូលបានជាង20ពីរលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំ Ryan's World គឺជាឆាណែលយូធូបបែបកំសាន្តដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរីវីវនិងអានបុកស៊ីងផលិតផលដែលក្មេងលេងនិងល្បែងកំសាន្តនានាដែលមានម្ចាស់ឆាណែលឈ្មោះថា Ryan Gone ដែលមានអាយុជាង9ឆ្នាំមានការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យដែលពុកម្ដាយរបស់គេផ្ទាល់ឆាណែលមួយនេះត្រូវបានបង្កើតដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយចាប់ផ្ដើមទទួលជោគជ័យដែលមានក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់របរក្មេងលេងជាច្រើនបានទាក់ទងមកដើម្បីឲ្យជួយរីវីវទៅលើផលិតផលរបស់
bạn rít sai phê kê chung mua rồi hốt bạn xả ca chung mua nâng cao vị thi tụt tượng xinh xí nâng bạn khai tư chìa YouTube đậm đặc công phụ tìm mũi để ai rốt lôi bạn tràn chìa kìa một phút được nông chân năng bị bọn mập hầy nơi cả nó cứ chương mập hầy bị lên đồ lại ảm rình nơi khả năng đại mạch cha chân nè ní tốt tâm mê là dụ chương bằng 4 chân năng bằng nông xung một chìa bằng đại thá ní còn tư chìa bạ chăm nâu bị YouTube tại bằng nông đòi mình bốc mình chối chung mua nâng bạ để bạn vào vị ca ô bật thoảm ca xả ca ca sắp sai xem xin tiết đủ lại đối chân này bản đánh sân cung đối chìa YouTube nâng Facebook cứ chia bản đánh sân cung để dương mình cua mơ đồng lộn lại ấy khả ca bằng cát bạ chậm nụ à chìa vật cam miền bản nhà há hai cầm phong xoay rộng đồng nọ sái phụ dương chìa vay đà chìa vật cam rộng bỏ lộn nẹ cầm phong trời ca BZVisor đòi chung cam vị thị cực rộng à chìa vật cam tam phong computer là ớt đắc kê khả nông bộ tế Campuchia.